Xin chào các bạn đã đến với kênh của Cương Hải Phòng. Rồi hôm nay Cương Hải Phòng hướng dẫn cho anh em cách chơi bài xì tẩy nhé. Những ván bài kinh điển nhất nhé. Rồi đây, như anh em đã quan sát. Đấy, anh em quan sát thấy ván bài như thế này. Thì tùy theo giao hẹn của đôi bên nhé. Anh em nhìn thấy chưa, tùy theo cách đánh ở từng nơi. Ví dụ như thế này, một là giao hẹn là nhất tứ quý, nhì phi ni, hoặc là thùng phá sảnh. Như thằng này nếu mà trên quốc trong quốc tế nhé, thằng 10 di đầm già xì rô là nó sẽ ăn 4-9 đây này đấy. Nhưng mà tùy theo cái lúc mình chơi mình giao hẹn thôi, hoặc 5 con rô nó cũng ăn phini đấy. Phini 5 con nó khó hơn anh em nhé, đấy là nó cũng thể ăn ăn mình. Còn nhiều nơi nó giao hẹn là đây, ví dụ như thế này, nó giao hẹn này nhất tứ quý nhì phi ni thì 4 thằng này nó ăn luôn anh em nhé. Nhưng mà đúng là luật quốc tế đấy, luật chơi quốc tế thì thằng này nó ăn này đấy, 10 di đầm già xì nó ăn ăn 4 thằng 9 này luôn. Còn luật quốc tế nếu đánh mấy bộ bài luôn nhé anh em nhé, đánh mấy bộ bài luôn thì là 5 thằng 9 sẽ ăn cái thằng suốt này, thùng phá sảnh luôn nhé, sảnh dài luôn này. Đấy, sảnh này trong quốc tế nếu mà chơi bộ bài 1-4 là nếu nó sảnh bích là lớn nhất, sảnh bích lớn nhất nhé anh em nhé. Nhưng dù sao sảnh nó vẫn lớn, gọi là phini rồi, nó là thùng phá sảnh lớn lắm rồi đấy, nó ăn 4-9 này thì trong trường hợp này đều tất tay hết anh em nhé, theo luật chơi thôi. Đấy, như này là xuống tất tay được rồi anh em ạ. Đấy, nhất tứ quý nhì phi ni, nhất phi ni nhì tứ quý tùy theo giao hẹn anh em nhé. Nhưng mà đúng ra 5 cây nó giống nhau là rất là khó hơn là 4 cây tứ quý anh em nhé. Đấy, 5 lúc nào cũng vẫn hơn là 4, nhưng mà đúng là quốc tế thì thằng này, thằng sảnh lớn này một màu luôn này, là nó ăn thằng 4 thằng 9 này luôn anh em nhé, tùy theo nơi giao hẹn thế thôi. Còn ở ngoài đời tùy theo giao hẹn đấy, những ván bài này xuống có thể cả mất cả 100 triệu đấy anh em, không phải đùa đâu. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em những clip sau.